Chào các bác, đây ra hơi muộn, dọn mất mấy xe rồi, ra để quay thôi nhé. Mấy ông anh không thấy đâu nhỉ? Cẩm thị à? Cẩm thị kìa. Cái của anh ấy. Có giấy đi, 3 tiền đấy. Có giấy này. Đây cái này. Ôi à, còn cái xanh đều bán ra quá. Con này cũng của anh à? Không, con này của ai? Giá trị đấy. Đẹp quá. Xanh. Đấy bể. Già mua. Đẹp chưa? Xanh mà lúa miếng nhìn rất hay, lạ. Giật con này về đi triển lãm. Em song sinh dính với nhau đấy. Nam biển, toàn Nam biển. Ừ, Nam biển này rất đẹp. Thì đi ra đâu không bắt
to rồi. Bị cháy với cái khúc kia chắc đang bị cháy, cháy cổ. Mua hay là trở về đây? Để trở về hay là mua đấy? Đẹp hơn. Chả thấy chủ đâu, chắc chưa ra ghế này. Chủ đâu rồi? Quái chưa? Quái cây chưa? Trước đây là cái bệ nó không phẳng, không được xử trí, nó tạo hết đấy. Cái này có phải của nhà mình không? Cái này có phải của nhà mình không? Không, chủ đâu nhỉ? Có bao tiền cái này?
cái này không? Để em rất sạch sẽ. Mày đâu có bùn không? Có những cái từ mày đầu đường vào cái vào. Cây này đã thứ hai hỏi bao tiền chưa anh? Không nhớ là bao tiền đâu. Đi sáng hỏi chủ nó đi đâu rồi không biết.